Kính thưa quý vị, cứ vào mỗi một năm đến tháng 7 âm lịch là ngày rằm Xá Tội Vong Nhân mà chúng ta hay thường gọi là lễ Vu Lan. Và hôm nay thì đặc biệt chúng tôi giới thiệu đến quý vị Hòa Thượng Thích Chân Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa và đồng thời Ngài là Phó Thượng Thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới. Bên cạnh đó là Thượng Tọa Thích Thanh Minh trong một cái buổi lễ để nhớ đến công ơn của tất cả những người đã đóng góp cho cái sự gọi là định cư của người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó thì hôm nay Hòa Thượng có mặt ở tượng đài Reagan, một trong những người mà trong quá khứ đã có những sự liên hệ với Hòa Thượng. Kính thưa Hòa Thượng, hôm nay Hòa Thượng đến đây với một cái vòng hoa để nhớ đến những cái người mà đã đóng góp một phần nào cho cái sự trưởng thành của cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại. Thế hôm nay Hòa Thượng đến đây với mục đích gì thưa Hòa Thượng? A Di Đà Phật. Trong cái văn hóa của Việt Nam á, thì có câu là uống nước nhớ nguồn. Cha mẹ sinh ra thì công ơn dưỡng dục, mình phải biết ơn cha mẹ. Người giúp đỡ mình á, thì mình cũng phải cảm ơn, biết ơn và cảm ơn. Thì Tổng thống Reagan á, Ngài đã giúp tôi trong việc định cư tại Hoa Kỳ, trong lúc mà năm mươi mấy năm về trước tôi lang thang ở bên Nhật. Thì bỗng nhiên ông già ông kêu ba, tôi biết ơn ông cho nên tôi gọi ông là ông ba, ông già. Khi mà ông qua đời rồi thì tôi lên tận nơi trên quan tài của ông. Khi mà gần tới cái ấy thì tôi tới tôi đảnh lễ ông bà lạy để trả cái ơn con. Hôm nay thì cứ mỗi mùa Vu Lan, mùa Phật Đản thì tôi đến đây để cảm ơn, để bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Reagan, người đã giúp tôi. Và để nhắc nhở tất cả những các cháu trẻ Việt Nam nên cố gắng thực hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn. Đối với những người mà đã giúp mình cố gắng phát cái lòng từ bi của mình, phát để mà cảm ơn những người đã giúp. Thế thì thưa Hòa Thượng, sau khi Hòa Thượng đến thăm đến để nhớ ơn Tổng thống, cựu Tổng thống Ronald Reagan và là cố Tổng thống Ronald Reagan nữa, thì ở trong cái khuôn viên của Times Square Park này có tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Hòa Thượng có định đến đó để đặt một cái vòng hoa nhớ đến những vị anh hùng dân tộc của chúng ta không thưa Hòa Thượng? Dĩ nhiên là mình làm hai cái tượng nó gần nhau. Mục đích là để khi nào đến thăm tượng của Tổng thống Ronald Reagan thì mình cũng phải biết ơn, công ơn của những bậc tiền nhân của mình đã dưới nước. Dưới nước. Thì Đức Trần Hưng Đạo cũng là một bậc anh hùng, là một vĩ dân đã gìn giữ đất nước mình để cho mình sống còn hôm nay. Kính thưa quý vị, với một dòng bùi ngùi, Hòa Thượng Thích Chân Thành đã bày tỏ lòng nhớ ơn đến một trong những anh hùng dân tộc của chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là Đức Thánh Trần, một trong những người đã có công bảo vệ và giữ gìn bờ cõi cũng như giang sơn của chúng ta qua những trận thủy chiến ở trên sông Bạch Đằng, và là một trong những người đã có những chiến thắng hiển hách trước tất cả những cuộc tấn công ồ ạt của quân Thanh. Và một lần nữa, kính thưa quý vị, hôm nay đài truyền hình chúng tôi có mặt ở đây để gửi đến quý vị một cái phóng sự đặc biệt. Và đây là một trong những hình ảnh tiêu biểu cho những người luôn luôn nhớ đến những bậc anh hùng và những người đã có công ơn giúp chúng ta có một cái đời sống ngày hôm nay tại Hoa Kỳ. Và nơi đây một cái niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là tượng Đức Thánh Trần, một trong những vị anh hùng của dân tộc chúng ta, có thể nói được ngang nhiên và hùng dũng đứng trước cái sự mà chiếu cố cũng thăm viếng của rất nhiều người khách đến thăm viếng gọi là cái trung tâm Times Square Park này. Thưa Hòa Thượng, sau khi mà Hòa Thượng đã ghé cái tượng đài của cố Tổng thống Ronald Reagan thì Hòa Thượng lại đến cái tượng đài của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Thế tại sao Hòa Thượng lại chọn cái nơi này để đến ngày hôm nay Hòa Thượng? Cái thứ nhất là tôi cảm ơn các cái vị ứng cử trong Orange County này đã giúp cho chúng ta làm cái tức
tượng của Tổng thống Ronald Reagan, đồng thời chúng ta cũng làm được cái tượng của Đức Trần Hưng Đạo để nhớ ơn những các bậc anh hùng của chúng ta ngày xưa. Nhờ các vị đó, các vị anh hùng xưa kia đó mà mình hôm nay cả nước để ở và để sống. Cho nên chúng ta cũng đồng thời chúng ta cũng hãnh diện những cái vị anh hùng của đất nước đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, cho nên chúng ta mới có đất để sống, dân tộc Việt Nam có nơi để an lạc. Với sự đóng góp của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, khối đồng minh NATO, Anh, Đức cũng giống như Australia và Canada, đặc biệt là Nhật Bản, thì không thấy một cái lý do gì mà chúng ta cảm thấy đơn độc để chiến đấu lại với tất cả những sự xâm lấn đến từ giặc phương Bắc, đó là Trung Cộng. Đây là một lần nữa chúng ta nhớ ơn tất cả những người đã đóng góp phần nào trong vấn đề bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của chúng ta. Chúng tôi đang có mặt tại công viên Mile Square Park vào một ngày đẹp trời. Lẽ nhiên hôm nay thì mọi người đều đến công viên, mà chắc là chúng tôi sẽ gửi đến quý vị hình ảnh đặc biệt của công viên và Hòa Thượng Thích Chân Thành đã được rất nhiều người quan tâm, và họ đến, họ chào hỏi Hòa Thượng qua cái việc đặt vòng hoa tại tượng đài Đức Thánh Trần. Kính thưa quý vị, trời của Cali bây giờ thì có thể nói rất là tuyệt vời, cỡ khoảng độ 75 độ. Chúng tôi đang đứng trước tượng đài của Đại đế Quang Trung. Như quý vị nhìn ra, đây là con đường Euclid. Tất cả các xe cộ chạy có thể nói là rất là tấp nập. Tất cả các phố xá đều sinh hoạt một cách rất bình thường. Nhưng đặc biệt ở đây thì quý vị thấy hai vị chân tu. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị Thượng tọa Thích Thanh Minh và Hòa Thượng Thích Chân Thành. Hòa Thượng Thích Chân Thành là Phó Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới. Hôm nay nhân mùa Vu Lan, Hòa Thượng đã đến để đặt vòng hoa nhớ đến cố Tổng thống Ronald Reagan, cũng giống như Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại công viên Mile Square Park. Và ngài cũng không quên đến ngay tượng đài của vua Quang Trung Nguyễn Huệ vào sinh năm 1753 và mất vào năm 1792. Ta nói đến Đại đế Quang Trung thì chúng ta phải nói đến trận chiến thắng Đống Đa vào năm 1789, nêu vang danh lịch sử và sự yêu kiêu hùng của người dân Việt Nam của chúng ta. Và hôm nay trong mùa lễ Vu Lan, Hòa Thượng cũng không quên đến đây đặt một vòng hoa để nhớ đến anh hùng của dân tộc chúng ta. Và là một lần nữa chúng tôi giới thiệu đến quý vị Hòa Thượng Thích Chân Thành. Kính Hòa Thượng, không khí ở tại miền Nam bây giờ thì rất là đẹp. Hòa Thượng dành nhiều thời giờ đến đây. Trước khi đến đây thì Hòa Thượng đã đến công viên Mile Square Park để nhớ đến cố Tổng thống Ronald Reagan, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, và Hòa Thượng có mặt ở tượng đài của Đại đế Quang Trung. Hòa Thượng muốn nói lên cái điều gì ngày hôm nay nè? Là người con dân nước Việt thì luôn luôn nhớ ơn đến các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ của Việt Nam chúng ta đã có công đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi nước và dựng nước. Nhờ đó mà chúng ta mới có còn đất để ở, còn đất để sinh hoạt. Hy vọng rằng toàn dân Việt Nam cố gắng đứng lên noi gương theo các cái bậc anh hùng ngày xưa để mà giữ nước, dựng nước và kiên thiết đất nước. Thế thưa Hòa Thượng, trong mùa Vu Lan này Hòa Thượng lại đi đến hai vị anh hùng dân tộc của chúng ta, đó là Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Đại đế Quang Trung. Một trong những áo vải lớn lên từ Bình Định, Quy Nhơn đã đem quân ra đến tận ngoài Bắc để đánh quân giặc gọi là xâm lướng quân nhà Thanh. Cái chiến thắng ở Đống Đa là một trong những cái chiến thắng đầy lịch sử, và có thể nói người Việt chúng ta không ai không biết đến trận chiến thắng Đống Đa. Với cái tinh thần đó thì Hòa Thượng nghĩ như thế nào với những người Việt hải ngoại của chúng ta, dù có một cái đời sống tốt đẹp hơn ở tại quê nhà ngày hôm nay, nhưng mà Hòa Thượng muốn nói lên cái điều gì đối với những người Việt ở đây này cần phải nhớ lại lịch sử của chúng ta, thưa Hòa Thượng? Vua Quang Trung này là người nông dân, thấy quân giặc đã hành hạ dân tộc Việt Nam thì mà đứng lên, các ngài đứng lên để đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước. Chúng ta hiện bây giờ đang ở Mỹ có cuộc sống sung túc hơn và giàu mạnh hơn, thì chúng ta cũng cố gắng
bắt chước noi theo cái gương của các vị vua Quang Trung, vua Trần Hưng Đạo và các vị anh hùng của ngày xưa của chúng ta, để giúp cho đất nước được an bình, hạnh phúc, nhân dân được hạnh phúc. Kính thưa quý vị, không khí mà quý vị nghe những tiếng động xe cộ đi lại trên con đường Euclid có thể nói rất rộn ràng, nhưng bên cạnh đó hình ảnh của Hòa Thượng Thích Chân Thành đứng bên tường của Đại Đế Quang Trung là một trong những hình ảnh nói lên sự kiên cường oai dũng của người Việt, mà trong đó noi gương, cần noi gương theo Đại Đế Quang Trung. Một lần nữa, kính thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu đến hình ảnh một trong những phóng sự đặc biệt hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Kính thưa quý vị, đó là hình ảnh đặc biệt của Hòa Thượng Thích Chân Thành, Phó Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, đến để trước mùa Vu Lan đặt vòng hoa cho những người mà chúng ta mang ơn họ muôn đời. Kính thưa quý vị, đối với Hòa Thượng thì cố Tổng thống Ronald Reagan và Đức Thánh Trần Hưng Đạo cũng giống như vua Quang Trung, và chúng con xin là những bậc anh hùng của dân tộc, chúng ta phải nói theo. Xin cảm ơn Hòa Thượng đến đây đã cho phép chúng con làm một cái phóng sự đặc biệt hôm nay để gửi đến quý khán thính giả, và chúc Hòa Thượng luôn luôn vui vẻ. Và đặc biệt hình như ngày mai là ngày sinh nhật Hòa Thượng phải không? Tôi cũng quên mất. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một trong những hình ảnh mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị vào một chiều thứ Bảy tại thành phố, đây là nơi của thành phố Garden Grove, và chúng tôi hy vọng quý vị chia sẻ một trong những cái niềm vui và tự hào của dân tộc chúng ta.